Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau đây. Đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân thăm và tặng quà hộ nghèo, hộ gia đình chính sách ở xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi. Phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực. Thủ tướng Israel xác nhận lãnh đạo quan trọng nhất của Hamas đã thiệt mạng. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhân dịp về dự lễ kỷ niệm 60 năm ngày Bác Hồ về thăm làm việc với huyện ủy Kim Bôi, 19 tháng 9 năm 1964, 19 tháng 9 năm 2024, 65 năm ngày thành lập huyện Kim Bôi, 17 tháng 4 năm 1959, 17 tháng 4 năm 2024 và đón nhận huân chương lao động hạng 3. Ngày 18 tháng 10, đồng chí Võ Thị Ánh Xuân, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, đã về thăm và tặng quà cho các hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, già làng trưởng bản, người có uy tín ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi. Cùng đi có đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, các đồng chí trong Ban thường vụ tỉnh ủy. Chia vui với bà con nhân dân các dân tộc xóm Sống, xã Vĩnh Đồng, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân ghi nhận và biểu dương những nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Kim Bôi nói chung, xã Vĩnh Đồng nói riêng, phát huy truyền thống quê hương cách mạng là cái nôi mường động đã đoàn kết vượt qua khó khăn, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất tinh thần của người dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Đồng chí Phó Chủ tịch nước mong muốn trong thời gian tới, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình nói chung, huyện Kim Bôi nói riêng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, khai thác tiềm năng thế mạnh của địa phương, chung sức đồng lòng thực hiện hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội. Đồng thời đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp tỉnh Hòa Bình tiếp tục quan tâm đến đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân, nhất là bà con nhân dân vùng khó khăn, vùng sâu vùng xa. Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân đã trao 42 suất quà cho 42 hộ gia đình thuộc diện hộ nghèo, hộ gia đình chính sách, các già làng trưởng bản, người có uy tín ở xóm Sống, xã Vĩnh Đồng, huyện Kim Bôi. Đồng chí Phó Chủ tịch nước đã đến dâng hương tại di tích địa điểm Bác Hồ về thăm huyện ủy Kim Bôi. Ngày 18 tháng 10, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh, chủ trì phiên họp thứ 8 Ban chỉ đạo. 9 tháng năm 2024, Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực tỉnh đã thực hiện một cuộc kiểm tra tại Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, giám sát tại Ban thường vụ huyện ủy Lạc Thủy, Ban thường vụ huyện ủy Tân Lạc. Ủy ban kiểm tra tỉnh ủy kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 3 đảng viên là cán bộ diện Ban thường vụ tỉnh ủy quản lý. Qua kiểm tra kết luận 3 trường hợp vi phạm đến mức thi hành kỷ luật. Toàn tỉnh tiến hành 77 cuộc thanh tra hành chính, 105 cuộc thanh tra kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra kiểm tra phát hiện sai phạm về kinh tế với tổng số tiền trên 46,5 tỷ đồng. Kết luận phiên họp, đồng chí Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao kết quả hoạt động của các thành viên ban chỉ đạo thời gian qua. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm 2024, đồng chí Bí thư tỉnh ủy chỉ đạo tiếp tục cụ thể hóa các cái kết luận của ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương và kết luận của đồng chí Tổng Bí thư, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng Trung ương sẽ tiếp tục cụ thể hóa và có chỉ đạo các cấp ủy tổ chức đảng để mà chỉ đạo triển khai bài viết của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, trưởng Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực Trung ương Tô Lâm về vấn đề chống lãng phí. Đối với các vụ án vụ việc mà theo kết luận của Ban chỉ đạo hoặc thuộc diện Ban chỉ đạo cho ý kiến, rồi Ban nội chính và cơ quan thường trực ấy, thì cũng nên tổng hợp để công khai. Vì báo cáo chí là các vụ án vụ việc mà đưa vào diện ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tiêu cực của tỉnh ấy, đấy là những vụ việc một là thất thoát lớn, hai là dư luận xấu, ba là những vụ việc phải xử để làm gương. Những cái vụ việc như vậy thì tôi đề nghị các ông chí là chúng ta phải tuyên truyền.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu các thành viên Ban chỉ đạo tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm, đẩy mạnh công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, không để các điểm nóng xảy ra trên địa bàn tỉnh. Đối với các ngành, các lĩnh vực, tiếp tục thực hiện công tác phối hợp trong việc phát hiện xử lý sai phạm, thu hồi tài sản trong quá trình thanh tra kiểm tra, bảo vệ khuyến khích người dân, doanh nghiệp, phản ánh tố giác cán bộ đảng viên tham nhũng, tiêu cực, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải quyết công việc. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy giao Ban cán sự Đảng, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh có giải pháp trong công tác giám định và định giá tài sản đối với các cơ quan nhà nước, giám sát việc thu chi ngân sách nhà nước, công tác thi tuyển của đội ngũ cán bộ công chức, công tác đào tạo bồi dưỡng luân chuyển cán bộ, vấn đề lạm thu trong các đơn vị trường học trên địa bàn tỉnh. Ngày 18 tháng 10, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến công bố quy hoạch mạng lưới cơ sở văn hóa, thể thao và quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Hồ An Phong, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch nhấn mạnh, mục tiêu phát triển mạng lưới cơ sở văn hóa quốc gia, đồng bộ hiện đại, bản sắc, hướng đến xây dựng hình ảnh quốc gia gắn với tiếp thu tinh hoa văn hóa của thời đại, đáp ứng các tiêu chuẩn theo quy định và nhu cầu thực tiễn. Quy hoạch hệ thống du lịch thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển không gian du lịch Việt Nam gồm 6 vùng, 3 cực tăng trưởng, 8 khu vực động lực, 5 hành lang du lịch chính, 11 trung tâm du lịch. Trên cơ sở nội dung quy hoạch, các ban ngành địa phương cần xác định rõ trách nhiệm để triển khai thực hiện, đẩy mạnh tuyên truyền sâu rộng về những nội dung cơ bản, ý nghĩa, mục tiêu của hai quyết định quy hoạch trong các cấp ủy đảng, chính quyền, người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Từ đó tạo sự đồng thuận thống nhất về nhận thức và hành động, sớm đưa hai quyết định của Thủ tướng Chính phủ vào cuộc sống. Ngày 18 tháng 10 tại huyện Yên Thủy, Ban Liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của tỉnh Hòa Bình tổ chức gặp mặt kỷ niệm 75 năm truyền thống Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào 30 tháng 10 năm 1949, 30 tháng 10 năm 2024. Tới dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân tỉnh và 150 đồng chí quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào trong toàn tỉnh. Kể từ khi được thành lập từ năm 2015 đến nay, Ban Liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào đã tập hợp đông đảo hội viên là những đồng chí tham gia chiến đấu, phục vụ chiến đấu trên chiến trường nước bạn trước và sau năm 1975. Buổi gặp mặt là dịp để các cựu quân nhân và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của tỉnh thắt chặt thêm tình đồng chí đồng đội, đồng thời gắn kết tình hữu nghị giữa Việt Nam và nước bạn Lào. Nhân dịp này, Ban Liên lạc Cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào tại Việt Nam của tỉnh phối hợp với Hội Chữ thập đỏ huyện Yên Thủy tặng 7 suất quà cho thân nhân các gia đình liệt sĩ, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào của tỉnh trên địa bàn huyện Yên Thủy. Ngày 18 tháng 10, Ban chỉ đạo Tổng kiểm kê tài sản tỉnh Hòa Bình tổ chức hội nghị tập huấn nghiệp vụ tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị, tài sản kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư quản lý trên địa bàn tỉnh. Tới dự hội nghị có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh nhấn mạnh, việc tổng kiểm kê tài sản công tại các cơ quan tổ chức đơn vị, tài sản, kết cấu hạ tầng do nhà nước đầu tư, quản lý là nhiệm vụ giải pháp quan trọng để phục vụ việc xây dựng chiến lược, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn tỉnh. Qua tập huấn giúp công tác tổng kiểm kê được thực hiện đồng bộ, thống nhất theo đúng quy định. Tại hội nghị, cán bộ công chức viên chức làm công tác văn phòng, kế toán tại các cơ quan đơn vị địa phương trong toàn tỉnh đã được tập huấn phần mềm kiểm kê tài sản, hướng dẫn và thực hành kê khai mẫu biểu, biên bản kiểm kê, thực hành tổng hợp số liệu kiểm kê và báo cáo. Qua tập huấn giúp các cơ quan tổ chức đơn vị địa phương nắm được quy trình thực hiện tổng kiểm kê với mục tiêu cụ thể đến ngày 31 tháng 12 năm 2024 hoàn thành công tác chuẩn bị. Đến ngày 31 tháng 3 năm 2025 hoàn thành việc kiểm kê, đến ngày 15 tháng 6 năm 2025, bộ cơ quan trung ương địa phương hoàn thành tổng hợp kết quả xây dựng báo cáo. Để chuẩn bị cho trận đấu tại vòng loại cúp quốc gia mùa giải 2024-2025, ngày 17 tháng 10, câu lạc bộ bóng đá Hòa Bình đã tổ chức tập luyện và thực hiện các phương án chiến thuật theo giáo án của huấn luyện viên chuẩn bị cho trận gặp SHB Đà Nẵng trên sân nhà.
thầy trò huấn luyện viên Lê Quốc Vượng trong giai đoạn chuẩn bị cho mùa giải mới đều đã có các trận giao hữu đạt những kết quả khả quan. Trong thời gian huấn luyện, các cầu thủ được rèn luyện thể lực với các bài tập dây bóng, chuyển bóng, sút bóng, kiểm soát bóng. Giải bóng đá Cúp Quốc gia mùa giải 2024-2025 có sự tham gia của 25 đội bóng, gồm 14 câu lạc bộ tại giải V-League 1 và 11 câu lạc bộ ở giải hạng nhất quốc gia V-League 2. Trong đó, 7 đội bóng được miễn thi đấu vòng loại vào thẳng vòng 1/8. Tại vòng loại của giải diễn ra trong 2 ngày 19 và 20 tháng 10 năm 2024, 9 cặp đấu của vòng loại đầu tiên sẽ diễn ra trên nhiều sân cỏ cả nước. Với phương thức thi đấu vòng tròn 2 lượt, sân nhà sân đối phương, tính điểm xếp hạng, đây là đấu trường hội tụ đầy đủ các đội bóng chuyên nghiệp. Với thể thức thi đấu loại trực tiếp luôn ẩn chứa những bất ngờ lớn, đem đến cho giải đấu sự hấp dẫn đáng chờ đợi. Vào lúc 17 giờ ngày 19 tháng 10 năm 2024 sẽ diễn ra trận đấu giữa Hòa Bình FC và SHB Đà Nẵng trên sân vận động Hòa Bình. Ban tổ chức trận đấu mở cửa tự do để nhân dân tới xem và cổ vũ. Những thông tin sau đây sẽ nối tiếp chương trình thời sự hôm nay. Huyện Kim Bôi nỗ lực thực hiện các chỉ tiêu nghị quyết. Khuyến cáo an toàn phòng cháy chữa cháy tại cơ sở thu mua phế liệu. Thưa quý vị và các bạn, 65 năm xây dựng và phát triển, Kim Bôi từ một địa phương có điểm xuất phát thấp, song với tinh thần đoàn kết, ý chí tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, Ủy ban nhân dân huyện đã linh hoạt triển khai đồng bộ các giải pháp trên các lĩnh vực kinh tế xã hội và đạt được nhiều kết quả. Giai đoạn 2021-2025, huyện Kim Bôi đang tập trung huy động các nguồn lực xây dựng cơ sở hạ tầng, phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị, phát triển du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa, nâng cao đời sống người dân. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi các giải pháp đột phá của huyện Kim Bôi đang triển khai thực hiện. Trên cơ sở bám sát vào nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 23 với mục tiêu phát triển huyện Kim Bôi theo hướng dịch vụ và sản xuất nông nghiệp bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân, các địa phương đã tập trung lãnh đạo phát triển sản xuất nông nghiệp theo hướng thâm canh, tận dụng lợi thế đất đai. Trong đó chú trọng phát triển các loại hình hợp tác xã nhằm tạo ra mối liên kết tiêu thụ theo chuỗi. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có 17 sản phẩm được chứng nhận chuẩn OCOP điển hình như nhãn lồng Sơn Thủy, mật ong Hợp Tiến, nước khoáng thiên nhiên Kim Bôi, bưởi Mường Động. Toàn huyện đã phát triển được 56 hợp tác xã nông lâm nghiệp. Tiếp tục đổi mới và kiện toàn và nâng cao hiệu quả hoạt động của các hợp tác xã, ưu tiên tập trung về phát triển các hợp tác xã về chế biến các sản phẩm chủ lực của huyện nhằm giải quyết tốt khâu tiêu thụ sản phẩm cho các hợp tác xã hiện nay. Bên cạnh đó, để thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2020-2025, ngay từ đầu năm 2024, huyện Kim Bôi yêu cầu mỗi địa phương, cơ quan, đơn vị lựa chọn các phần việc, nhiệm vụ cụ thể nhằm tạo khí thế thi đua sôi nổi, lập thành tích cao nhất. Với chủ đề đoàn kết, sáng tạo, thi đua thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp và kỷ niệm 65 năm thành lập huyện. Công tác giải phóng mặt bằng thì hiện nay thì trên địa bàn xã thì đang có triển khai cái dự án liên kết vùng cũng như các cái dự án khác, thì đối với xã thì đã là phối hợp với các thôn xóm làm tốt công tác tuyên truyền vận động bà con nhân dân. Hiện nay tất cả các cái dự án mà trên địa bàn xã đều được tuyên truyền vận động rất tốt và bà con rất là đồng tình ủng hộ. Trong hành trình 35 năm đổi mới, nhất là trong gần 10 năm trở lại đây, Kim Bôi đã xác định rõ và phát huy thế mạnh của mình để vươn lên mạnh mẽ. Đại hội Đảng bộ huyện khóa 23, nhiệm kỳ 2020-2025 xác định huyện Kim Bôi phát triển theo hướng dịch vụ và sản xuất nông nghiệp bền vững. 9 tháng năm 2024, tăng trưởng kinh tế đạt 14,7%. Toàn huyện có 6 xã về đích nông thôn mới. Thu nhập bình quân đạt 50 triệu đồng một người một năm, tăng 16,2 triệu đồng so với năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2023 còn 12,28%. Các địa phương đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh thu hút đầu tư, tập trung vào lĩnh vực du lịch nghỉ dưỡng, du lịch văn hóa. Huyện Kim Bôi đang triển khai nhiều giải pháp đột phá để tạo sự phát triển bền vững. Đoàn kết thống nhất, lãnh đạo chỉ đạo. Trước mắt là rà soát lại toàn bộ các cái chỉ tiêu, mục tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và phát huy những cái chỉ tiêu mà hiện nay đã đạt. Và đặc biệt là quản lý tốt công tác quy hoạch vùng huyện, quy hoạch phân khu và các cái quy hoạch
chi tiết 1/500. Trên cơ sở đó là để thu hút các cái đầu tư dự án ngoài ngân sách, chú trọng chuyên sâu là các dự án phát triển du lịch, dịch vụ. Huyện Kim Bôi tiếp tục huy động tối đa các nguồn lực xã hội, tập trung thực hiện các khâu đột phá, nhất là đột phá về phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội, củng cố tạo sự đồng thuận xã hội, tạo động lực cho quá trình phát triển của huyện, xây dựng huyện Kim Bôi ngày càng giàu đẹp, văn minh. Thưa quý vị và các bạn, các điểm thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao do chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy. Trong điều kiện thời tiết hanh khô như hiện nay, chỉ cần một sơ suất nhỏ cũng có thể gây ra những hậu quả khó lường. Do đó, cơ quan chức năng cần tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh phế liệu trên địa bàn tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, tại thành phố Hòa Bình, mới đây đã xảy ra vụ cháy tại một điểm thu mua phế liệu. Tuy không thiệt hại về người, nhưng cũng là hồi chuông cảnh báo đối với việc phòng cháy chữa cháy đối với các cơ sở kinh doanh loại hình này. Đây là những hình ảnh vụ cháy xảy ra vào rạng sáng ngày 14 tháng 10 năm 2024 tại điểm thu mua phế liệu thuộc tổ 6, phường Thái Bình, thành phố Hòa Bình. Khu vực cháy xảy ra nằm trong tường bao của bến xe Trăm Mát. Những vết cháy đen trên mái tôn của gia đình hàng xóm vẫn còn. Cây bàng cổ thụ cũng bị ám cháy một nửa tán cây. Rất may, khi đám cháy xảy ra, được người dân phát hiện, thông báo kịp thời nên nhanh chóng được dập tắt. Là không biết là trong đó nó có cái vật liệu nổ gì, là cái đầu sắt vụn ấy thì rất nguy hiểm, nên người dân chúng tôi cũng mong là kinh doanh vật liệu xây dựng này là rời ra khu dân cư. Đấy, để đảm bảo an toàn cho bà con. Trên địa bàn thành phố Hòa Bình hiện có 34 cơ sở thu mua phế liệu. Đa phần các cơ sở này nằm trong khu dân cư. Nhiều cơ sở còn được tận dụng, vừa là nơi sinh hoạt của gia đình, vừa là nơi tập kết vật liệu dễ cháy nổ như giấy vụn, bìa cắt tông, chai lọ nhựa, ống nhựa, sắt thép đã qua sử dụng. Trong khi đó, các cơ sở này đều không có phương tiện phòng cháy chữa cháy hoặc trang bị rất sơ sài. Nếu xảy ra cháy nổ, không những gây thiệt hại cho chính các cơ sở này, mà còn nguy cơ lan sang các căn nhà bên cạnh. Chú trọng về công tác tuyên truyền về những cái nơi này là thường xuyên là có cái nguy cơ xảy ra cháy nổ, thì chúng tôi cũng đã thường xuyên tuyên truyền đến các hộ kinh doanh. Cái thứ nhất là về cái công tác là sắp xếp cái đồ vật, cái tài sản đảm bảo khoảng cách. Thứ hai nữa, sử dụng cái nguồn nhiệt, nguồn lửa đảm bảo không để phát sinh cái nguồn nhiệt, nguồn lửa để gây ra cái cháy nổ. Nguy cơ cháy nổ luôn hiện hữu nếu không duy trì ý thức phòng chống cháy nổ. Đặc biệt, việc thu mua phế liệu từ nhiều nguồn khác nhau để phục vụ khâu tái chế kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, là một loại hình kinh doanh mang lại thu nhập cho người dân khi không phải bỏ quá nhiều vốn đầu tư. Hầu hết các cơ sở thu mua phế liệu đều kinh doanh nhỏ lẻ, kết hợp kinh doanh và nhà ở gia đình. Do đó khó kiểm soát, cần có những giải pháp cụ thể. Theo Luật Bảo vệ Môi trường năm 2022, các cơ sở thu mua phế liệu phải đáp ứng những yêu cầu bắt buộc, gồm có giấy phép kinh doanh, bản cam kết bảo vệ môi trường, có kho bãi xa khu dân cư, có hệ thống phòng chống cháy nổ. Tuy nhiên, phần lớn các cơ sở thu mua phế liệu tư nhân đều hoạt động tự phát. Trên thực tế, việc phòng ngừa những rủi ro cũng như giám sát, chấp hành các quy định về điều kiện bắt buộc để các cơ sở hoạt động an toàn lại chưa được quan tâm đúng mức. Trên địa bàn cũng có 2-3 cơ sở thu mua phế liệu trên địa bàn. Riêng việc này thì đối với địa phương giao cho công an phường cũng như là với cả cán bộ tài nguyên môi trường thường xuyên tổ chức kiểm tra cũng như là cho ký cam kết việc đảm bảo, đặc biệt những cái vũ khí, cái việc mà thu mua liên quan những cái loại vũ khí mà nó tồn tại tồn động nhân dân phải báo ngay cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.
để phòng ngừa cháy nổ xảy ra, ngoài sự vào cuộc của lực lượng chức năng, chủ cơ sở thu mua phế liệu cần thực hiện nghiêm phòng cháy chữa cháy, cần phân loại, sắp xếp hàng phế liệu thành từng lô, bố trí hàng hóa cách xa nguồn lửa, nguồn nhiệt, nguồn điện và cần có lối thoát hiểm, có biện pháp bảo quản tốt đối với các loại phế liệu gây nguy cơ cháy như vỏ bình ga cũ, thùng chứa hóa chất, phế liệu. Khi mà lắp đặt các thiết bị điện thì phải lưu ý là phải đảm bảo công suất của dây dẫn trong nhà, đảm bảo cung cấp cho các cái thiết bị điện này. Tránh cái việc là dây dẫn thì nhỏ nhưng mà các cái thiết bị cung tiêu thụ điện trong nhà tiêu thụ lớn vượt quá cái công suất của dây dẫn sẽ dẫn đến sự cố chập cháy đường dây dẫn điện trong nhà. Bên cạnh công tác tuyên truyền, các cơ quan chức năng cần tăng cường hơn nữa các biện pháp quản lý kiểm tra. Các cơ sở kinh doanh không đủ điều kiện cần cương quyết cho tạm dừng kinh doanh. Thưa quý vị và các bạn, vấn đề an toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở thu mua phế liệu nằm trong khu dân cư là một thách thức lớn. Để hài hòa lợi ích giữa các chủ cơ sở thu mua phế liệu, bảo vệ sức khỏe, tính mạng của người dân, cần sớm có những giải pháp mang tính lâu dài cũng như quy hoạch các vị trí xa dân cư hoặc các địa điểm để tập kết các cơ sở thu mua phế liệu. Đến đây thì phần bình luận của tôi cũng xin được kết thúc. Chuyển sang các tin tức quốc tế, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu vừa xác nhận lãnh đạo quan trọng nhất Hamas Yahya Sinwar đã thiệt mạng. Thủ tướng Netanyahu cho biết ông Sinwar là người đứng đằng sau các vụ tấn công bất ngờ nhằm vào những ngôi làng của Israel một năm trước. Sinwar đã tiếp quản Hamas sau khi cựu lãnh đạo Ismail Haniyeh bị ám sát từ tháng 7 trong chuyến thăm Iran. Quân đội Israel cho biết Sinwar và hai tay súng khác đã bị sát hại trong một chiến dịch ở Rafah, phía nam Gaza. Lãnh đạo Hamas đã bỏ chạy vào một tòa nhà bị trúng đạn pháo. Danh tính của Sinwar đã được xác nhận thông qua xét nghiệm ADN, dấu vân tay và hồ sơ nha khoa. Giới truyền thông địa phương đưa tin rằng thi thể của thủ lĩnh Hamas được tìm thấy cùng với một lượng lớn tiền mặt và một số thẻ căn cước cùng nhiều vật dụng khác. Tổng thống Mỹ Joe Biden đã đưa ra một tuyên bố cho rằng Sinwar chịu trách nhiệm cho phần lớn các cuộc giao tranh gần đây ở Trung Đông. Tổng thống Biden cho rằng đây là một ngày tốt lành đối với Israel, Mỹ và thế giới. Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA vừa đưa tin nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đã gọi Hàn Quốc là một quốc gia xa lạ, đồng thời cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực nếu chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm. Những phát biểu này được đưa ra trong chuyến thị sát của nhà lãnh đạo Kim Jong-un tại trụ sở quân đoàn 2 của Quân đội Nhân dân Triều Tiên ngày 17 tháng 10, hai ngày sau khi Bình Nhưỡng cho nổ tung các đoạn đường bộ và đường sắt nối với Hàn Quốc. Ông Kim Jong-un cho biết khi chủ quyền của Triều Tiên bị xâm phạm thì lực lượng vũ trang của Triều Tiên sẽ được sử dụng không do dự, không cần tuân thủ các điều kiện. Trước đó, ngày 17 tháng 10, Triều Tiên tuyên bố rằng các tuyến đường bộ và đường sắt kết nối với Hàn Quốc ở phía đông và phía tây thuộc biên giới phía nam của Triều Tiên đã bị cắt đứt hoàn toàn. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc vừa công bố số liệu cho biết trong quý 3 năm nay, nền kinh tế nước này tăng trưởng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, vượt mức dự báo của các chuyên gia nhưng chậm hơn so với quý trước. Cục Thống kê Quốc gia Trung Quốc cho biết con số trên không đạt mục tiêu tăng trưởng của chính phủ nước này là khoảng 5% trong quý thứ hai liên tiếp. Mức tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong quý trước là 4,7%. Một yếu tố chính khiến tăng trưởng kinh tế Trung Quốc chậm lại là do nhu cầu trong nước chậm. Tiêu dùng tư nhân vẫn yếu do suy thoái trong lĩnh vực bất động sản kéo dài và thị trường việc làm vẫn thắt chặt. Một điểm sáng là xuất khẩu tăng trong tháng 9 so với cùng kỳ năm trước. Trước đó, Bắc Kinh đã công bố kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế. Tháng 9 vừa qua, Ngân hàng Trung ương đã công bố các biện pháp nới lỏng tiền tệ bổ sung, bao gồm cả việc cắt giảm lãi suất. Chính phủ nước này cũng để ngỏ khả năng sẽ có nhiều biện pháp kích thích hơn nữa. Ngày 17 tháng 10, Ngân hàng Trung ương châu Âu ECB đã hạ lãi suất cơ bản từ 3,5% xuống 3,25%. Quyết định này được đưa ra sau khi các số liệu mới cho thấy lạm phát trên toàn khối đã giảm xuống mức thấp nhất trong hơn 3 năm qua. Đây là lần thứ 3 trong năm nay ECB quyết định cắt giảm lãi suất sau khi triển khai chiến dịch tăng lãi suất để ngăn chặn đà leo thang giá cả mạnh nhất trong vòng khoảng 4 thập kỷ. Theo dữ liệu mới nhất, lạm phát trong tháng 9 đã giảm xuống còn 1,7% dưới mức mục tiêu mà ECB đề ra.
Các nhà phân tích cho rằng tỷ lệ lạm phát chậm lại trong tháng 9 là do chi phí năng lượng giảm 6,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện trọng tâm của ECB là chuyển sang giải quyết tình trạng tăng trưởng kinh tế yếu kém ở Eurozone. Theo dự báo của ECB được công bố từ tháng trước, tăng trưởng dự kiến sẽ ở mức chậm lại là 0,3% trong quý 3 năm nay và 0,8% trong cả năm 2024. Ít nhất 25 người đã tử vong và nhiều người khác đang phải điều trị tại bệnh viện vì ngộ độc rượu ở bang Bihar, phía đông Ấn Độ. Một quan chức cấp cao chính phủ cho rằng số nạn nhân tử vong trong vụ ngộ độc rượu này nhiều khả năng còn tăng do nhiều người đang trong tình trạng nguy kịch. Cảnh sát địa phương đã bắt giữ 22 người vì cáo buộc liên quan đến việc bán rượu vì vi phạm lệnh cấm bán và mua rượu có hiệu lực từ năm 2016. Các vụ ngộ độc rượu thường xuyên xảy ra tại Ấn Độ khi nhiều người có thói quen sở thích uống rượu, song lại không đủ khả năng chi trả cho các loại rượu ngoại. Do đó, người dân thường tìm kiếm các nguồn rượu tự nấu không đảm bảo an toàn để tiêu thụ. Chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình tỉnh Hòa Bình hôm nay cũng xin được kết thúc tại đây. Quý vị và các bạn theo dõi trực tuyến chương trình trên smartphone hoặc xem lại qua địa chỉ website hoabinhtv.vn và trên kênh YouTube HBTV, ứng dụng HBTV Go. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn.